Thì có vẻ như thị trường đang chạy rất là sát với lại cái kịch bản mà BT Group có làm cái mà kit update cập nhật cái thị trường cái ngày 3 tháng 6 đó là thị trường đang chạy rất sát theo cái kịch bản đó là ADP non-farm payroll nó sẽ ra tốt hơn là cái kỳ vọng. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là chỉ vì một cái con số ADP một cái tin nếu như mà theo những cái cách đọc hiểu thông thường của tin tức thì mọi người thấy cái tin màu màu vàng cam này mọi người cho là nó không có quan trọng nhiều bằng cái tin màu vàng thẫm màu đỏ này đúng không? Thế nhưng mà thực tế thì sáng nay chúng tôi cũng có cập nhật một cái bản tin đó là nếu như mà cái con số của ADP farm này mà nó thật sự nó tốt cái con số 978 nó vừa xa con số thực tế này này. Nó tốt hơn nhiều so với lại cái con số uh, trong cái, cái 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 số liệu mà đang kỳ vọng của ADP farm của, của con số của năm farm Peron của cái tháng tư à, à tháng 5 tháng 6 thì công bố số liệu của tháng 5 nhá nếu như nó tốt hơn nhiều ở đây là 978 ngàn so với lại cái con số kỳ vọng là 645 ngàn thì điều này có nghĩa rằng là thị trường nó đang định giá cái tin cái tin năm farm -peron vào cái thứ sáu này nó sẽ ra tốt hơn tiền đoán và đó là cái lý do mà mọi người nhìn thấy rằng là uh, một loạt các cái cặp tiền chính uh, của USD đều tăng rất là mạnh trên đây thì có UCHF tăng mạnh này trên cái biểu H1 thì nhìn thấy nó còn ấn tượng hơn rất là nhiều đúng không hay là các cái cặp tiền khác thì cũng bị bán tháo EU GU tất cả cùng các cặp tiền chính đều giảm so với đô đúng không đấy, thì lý do là như cái buổi bài cái buổi cập nhật buổi sáng tôi có chia sẻ đó là thị trường họ đang định giá cái cái đó lòng tắt cho mình cái mic nha Đó là do thị trường nó đang định giá cái cái tin cái số liệu thực tế của cái năm phàm vào thứ sáu tức là ngày mai nó sẽ nó sẽ tốt. Thế lý do là tại vì người ta nhìn thấy cái con số 978 thực sự nó khá là ấn tượng so nó khá tốt hơn khá là nhiều so với lại cái uh, con số 645 này. Đấy thì đó là cái cái uh, cái lý do. <laughs> song song với đó thì cũng song hành với đó thì cũng có luôn một cái tin đó là vào lúc 7:30 nhưng mà cái tin này tin phụ thôi. Đó là cái con số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của cái tuần này thì đang giảm ít hơn so với lại cái con số hy vọng là 400.000 thì thực tế chỉ có 385.000 thôi. Thật ra một tuần cái số liệu về cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp này nó đứng riêng lẽ mỗi tuần thì nó không có có nhiều ý nghĩa mà người ta thường sẽ cộng trung bình bốn cái tuần gần nhất vào để ra cái con số của tháng. Tại vì đây là một cái số liệu mà được công bố hàng tuần. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây là cái số liệu mà nó được công bố hàng tuần nha uh, really weekly này Usually on the first Thursday, đấy tức là nó được công bố hàng tuần thường nó vào thứ tư nhưng hôm nay thì đến nó vào thứ năm à, một lát nữa khoảng 15 phút nữa thì chúng ta lại có cái tin esm uh, service tức là cái chỉ số sản xuất uh, cái chỉ số pmi thuộc cái lĩnh vực uh, dịch vụ con số này thì chắc chắn là từ nhiều khả năng tôi nghĩ nó cũng sẽ lại trên cái mức 60 thôi và cái xu hướng của đồng đô đồ sẽ là khó thay đổi Mà tuy nhiên cái thị trường nó chạy vừa nãy nó chạy mạnh là do cái cái tin là do chủ yếu do cái báo cáo ADP này mà thôi. Thế thì đúng như cái nội dung của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ấy, là là chúng ta sẽ tập trung vào cái tin tức của ngày mai, tức là tin báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. tức là chúng ta dịch ra là bảng lương phi nông nghiệp thực tế là tức là nó thống kê về cái số liệu việc làm trong cái lĩnh vực gọi là uh, lĩnh vực gọi là ngoài cái ngành lao động trong cái ngành nông nghiệp nhưng mà thực tế thì nó còn loại ra cả những cái lao động thuộc trong cái nhóm ngành gọi là hành chính. Nhưng cái đơn vị cơ quan hành chính của nhà nước cũng không được tính trong cái số liệu việc làm của cái uh, của 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 cái năn phạm này, của cái số liệu thống kê này. Đấy, thành ra là dịch ra là bảng lương phi nông nghiệp thì cũng chưa đúng lắm mà nó còn thực tế nó còn bao gồm cả cái lao động trong cái lĩnh vực hành chính. Đến mình nói thêm mọi người hiểu thế thôi nha. <laughs> thì uh, rõ ràng là thông qua cái giá cái sự kiện giá đang chạy hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái A, cái báo cáo non farm này á nó gắn liền với một cái con số khác đó chính là con phố ADP non farm Employment Chain tức là cái con số uh, ADP này nó giống như là một cái chỉ báo sớm để cho người ta có thể tiên đoán được cái con cái con số về cái con cái con cái con số chính thống cho cái bộ lao động này uh, thế thì trước khi khi mà đi vào cái tin farm này á thì chúng ta cần phải nắm được về cái tin về cái ADP non farm là cái gì Tại sao thị trường lại nhìn vào cái ADP Nanfarm này để mà định giá cho cái kịch bản của Nanfarm Payroll này. Đấy. Thì đầu tiên, anh em mà muốn đọc được cái Nanfarm Payroll á thì cũng phải biết về cái ADP Nanfarm này nó là cái gì. Đấy thì ADP là viết tắt của cái chữ gọi là Automatic Data Processing, có nghĩa là một cái công ty, ADP là tên của một cái công ty nhá, là chuyên làm về xử lý cái dữ liệu và cung cấp các cái dịch vụ tư vấn cho các cái đại công ty các cái doanh nghiệp lớn trong cái nền kinh tế nền kinh tế mỹ đấy chính vì trên cái cương vị cái cái cương vị của cái cương vị đó thành ra là cái thằng ADP cái công ty ADP này này nó mới xây dựng một cái báo cáo giống như là cái báo cáo của bộ lao động mà chúng ta sẽ nói đến phía sau cũng chỉ là cái báo cáo của ngày mai đấy đấy giống như là một cái báo cáo của bộ lao động này à, ai đó có cái mic rất là ồn mình sẽ tắt đi nha đấy ADP họ sẽ xây dựng một cái báo cáo giống như là tức là cái form ấy, tức là cái hình thức ấy, nó sẽ giống như là cái báo cáo của bộ lao động mỹ về cái việc thống kê cái sự thay đổi trong cái số lượng người có việc làm của cái tháng trước tức là bây giờ tháng 6 tức là nó đang thống kê của tháng 5 còn nó loại trừ ra hai cái lĩnh vực đó là nông nghiệp và cái lĩnh vực về quản lý hành chính đấy hai lĩnh vực nhá chứ không phải chỉ riêng mỗi lĩnh vực nông nghiệp đâu đấy báo cáo này chúng ta đã được gọi là uh, cái báo cáo của báo cáo gọi là báo cáo việc làm của công ty năm của công ty ADP, đấy, phân biệt với lại báo cáo bên dưới này nha. đấy, thì cái con số này á, thông thường là nó sẽ được công bố vào mỗi khi kết thúc, vòng mỗi khi kết thúc tháng khoảng 2 ngày gì đó, đấy. Nó tùy theo cái hiện cái, cái 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 tức là nó công bố khoảng vào đầu tháng như vừa mới lại kết thúc cái tháng trước là ba đúng không? đến nay đến mùng ba, tức là khoảng 3 ngày. thông thường thì là khoảng hai ngày, nhưng mà hôm nay cái tháng này nó sang 3 ngày. nói chung dao động khoảng hai đến ba ngày gì đó, hai ba bốn năm ngày gì đó đấy thì thị trường ấy, là họ sẽ thường nhìn vào cái con số này trước thường là nhìn vào cái con số này trước để họ lấy cái khái niệm hay là lấy ra một cái con số ước đoán cho cái con số chính thống chính thức sẽ được công bố ngày mai vào cái chính thức được công bố vào cái ngày mai đây là cái con số actual này này đấy thì thị trường sẽ nhìn cái con số phía bên trên này để mà định giá cho cái con số thực tế nó sẽ ra như này đấy anh em có hiểu ý tưởng không nhỉ Uh, thế thì cái kinh nghiệm giao dịch đó là chúng ta sẽ thường phải so sánh cái con số phía bên trên này với cái con số dự đoán ước cái con số kỳ vọng của cái 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 bộ lao động mỹ này đấy nếu như mà cái con số phía bên trên này của cái tin ADP này ấy, mà lớn hơn cái con số cái con số thực tế của ADP nhé mà lại lớn hơn cái con số dự đoán của 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 bộ lao động thì thông thường là người ta sẽ định giá cho cái số liệu thực tế ở ra ở đây này nó sẽ tốt hơn tiền đoán nó sẽ tốt hơn tiền đoán và nếu như điều đó xảy ra thì thường là cái xu hướng của đồng đô đồ sẽ mạnh lên và thị trường chứng khoán thì cũng sẽ tăng điểm đấy thông thường nhé chứ không phải là lúc nào cũng thế còn nếu như cái con số này ấy, mà nó lại nhỏ hơn rất nhiều so với lại cái số kỳ vọng ở đấy á thì thị trường bắt đầu định giá cho cái kịch bản năn farm là sẽ xấu kịch bản là năn farm là nó sẽ xấu và cái À, chiến lược giao dịch trong lúc đó từ cái thời điểm à, gọi là sau cái tin ADP này đến cái thời điểm trước khi cái tin này được công bố á, thì chúng ta sẽ tìm cái cơ hội mà bán ra cái đồng đô đồ là như cái thí dụ hiện tại thì chúng ta thấy rằng là ngay khi cái tin này ra rất là tốt tốt hơn nhiều so với lại cái con số kỳ đoạn đây là một trong những cái tháng hiếm hoi mà có con số dự đoán của cả ADP và của cả bộ lao động bằng nhau nhá nhưng mà thực tế thì thường hà nó sẽ lệch nhau và cái cách giao dịch là chúng ta sẽ nhìn cái con số này và so sánh với lại cái con số này để lấy cái hướng đi cho thị trường thì hiện tại như hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy ngay khi cái tin này nó ra đúng không thì giá giảm rất là mạnh lý do là người ta đang định giá cho một cái kỳ năn farm sẽ tốt hơn tiên đoán và đồng đô đồ đang mạnh lên đồng đô đồ đang mạnh lên rất là mạnh lên thì đến đó là cái lý do mà chúng ta nhìn thấy euro usd cùng với lại các cái cặp tiền chính khác cùng đang giảm đấy thì điều này giải nó rất là vui vì là nó xảy ra rất là sát với lại cái cái mà chúng ta đã dự đoán trong cái đấy, bản tin cập nhật sáng nay đấy Thế thì đó là nói sơ bộ về cái tin uh, non -farm, à, ADP non-farm, sau khi mà có cái khái niệm về ADP non-farm rồi chúng ta mới chuyển xuống về cái tin chính thức là cái tin về cái uh, non-farm payroll là của cái bộ lao động uh, Hoa, Kỳ, Hoa Kỳ, bộ lao động Hoa Kỳ, bộ lao động Mỹ đấy, họ thống kê. Ở đây mình xin phép mình filter mình bỏ hết những cái tin của các cái đồng tiền uh, khác đi đây thì có của thằng CAD nên mình gạt bỏ thằng CAD đi để nó filter lại đấy thế thì là như thế này cái tin cái đầu tiên chúng ta cần phải làm rõ cái nội dung đầu tiên ý, đó là cái uh, farm là cái gì viết tắt của bài chữ này nó là uh, n f -P, uh, n fp nhá uh, và thông thường ấy là họ hay có cái cái viết tắt của cái tin năm papero này á thông thường người ta hay viết tắt của cái chữ này. NFP và S. Lý do có cái chữ uh, có cái chữ SC này á, là tại vì là cái tin năm farm này á, nó luôn được công bố bởi vì là nó luôn được công bố có ba cái dữ liệu chính, có ba cái dữ liệu chính ở trong đó. Trong đó thì có hai dữ liệu của cái lĩnh vực Việt làm, một đó là cái con số Uh, số lượng người thầy cái số lượng việc làm mới tạo ra cái là số lượng việc làm mới được tạo ra trong một tháng trước trong cái lĩnh vực gọi là loại trừ cái lĩnh vực uh, nông nghiệp và hành chính ra và hai đó là cái tỷ lệ thất nghiệp đấy là hai con số thuộc lĩnh vực nông nghiệp uh, thuộc lĩnh vực việc làm và cái con số thứ ba nữa cũng cùng đồng thời được công bố công bố cùng một thời điểm luôn đó là cái con số liên quan đến thu nhập cụ thể đó là cái mức thu nhập bình quân theo giờ đấy, thì ba cái con số này luôn được công bố cùng nhau trong một cái báo cáo và cái báo cáo đó người ta gọi là payroll đấy payroll và cái báo cáo này luôn thường được công bố vào cái uh, thứ sáu của tuần đầu tiên của tháng luôn được công bố thứ sáu tuần đầu tiên và nó là một trong những cái báo cáo quan trọng bậc nhất trong cái thị trường để người ta uh, xem xét cái hiện trạng về việc làm và về lạm phát ở đây có hai con số nha mua hai con số này là liên quan đến việc làm phạm employment chain và employment rate là hai cái liên quan đến việc làm còn cái average hour earning là liên quan trực tiếp đến cái à, lạm phát thế thì ba cái con số này mới cấu thành được một cái báo cáo non farm và chúng ta sẽ lượt đi về ba cái con số này nó là cái gì chi tiết hơn nữa thì đầu tiên chúng ta đi về cái gọi là cái uh, con số việc làm trước đi con số việc làm trước đi tại vì trước đó chúng ta vừa nói về cái adp non rồi mà thì cái con số đầu tiên nó là cái non farm employment chain. đấy thì cái thống kê này á cái con số thống kê này này đây, có ai đó đang chat cái gì? Rồi, cho bạn Linh nha. Có vẻ như là chúng ta vào rất là muộn. Từ lần sau mình sẽ xem xét cái việc zoom nó chuyển sang thời điểm 9 giờ. Vì ở sớm mọi người có thể vào rất là muộn. <laughs> Thì cái con số đầu tiên đó là cái con số Non-Farm Employment Chain. Uh, Non-Farm Employment Chain. Thì đây là một cái con số thống kê mà nó bao gồm cái lao động toàn thời gian và bán thời gian cả bán thời gian nhé không phân biệt về cái lao động thường xuyên hay là tạm thời đấy thì đây chính là cái con số thay đổi cái số lượng cái người có việc làm trong nền kinh tế à, cụ thể là nền kinh tế Hoa Kỳ ngoại trừ hai cái lĩnh vực là nông nghiệp và hành chính từ uh, bộ lao động Mỹ đấy nó thống kê từ cái bộ lao động Mỹ và cái con số này ấy, thì nếu như nó tăng lên so với lại cái kỳ trước thì tức là cái nền kinh tế nó đang tạo ra nhiều việc làm mới hơn À, nhiều việc làm mới hơn thì có nghĩa rằng là nền kinh tế nó đang mở rộng, đúng không? Đấy, sự tăng lên của cái con số này thì nó cũng có cái nghĩa là cái tiêu dùng sẽ được thúc đẩy. Đấy và tiêu dùng tăng thì lạm phát từ đó mới có cái khả năng tăng theo, đúng không? Tức là chúng ta sẽ so sánh cái con số này cái con số sẽ ra đây này, này so với lại cái con số của kỳ trước previous của kỳ trước nhá. Đấy, để biết được cái sự mở rộng hay thu hẹp trong cái thị trường lao động của Mỹ nó như thế nào. Đấy nhưng mà thông thường á, thì là chúng ta cái dân nhà nghề á, thì họ sẽ không đi đánh cá đi đánh cá và trước cái giờ tin tức tức là trước giờ tin ta đặt một lệnh bài sell giống nhiều cá cược thì thông thường là họ sẽ sẽ không giao dịch theo cái kiểu như thế vì lý do đây là một cái tin mà nó gây cái biến động rất là mạnh cho cái thị trường đấy và thông thường thì có thể là họ sẽ take your position tức là tạo tức là họ sẽ có thể uh, cài đặt một cái vị thế trước đó từ 12 đến 24 tiếng đấy và đến sát cái thời điểm tin ra thì rất có thể là họ đã dịch chuyển về cái gọi là cái điểm break even tức là cái điểm hòa vốn của họ rồi đấy lý do là tại sao họ lại có thể đặt lệnh được trước từ khoảng 12 đến 24 tiếng thì như mình vừa nói tức là họ phải nhìn vào cái con số ADP non farm employment chain này trước đấy thì nếu như mà ai đó mà đúng theo cái quy tắc mà vừa nhìn về cái con số này thì họ hoàn toàn có thể họ thấy action nó mở ra những cái lệnh vị thế và đang dương rồi. Nó dành cho những người gọi là swing trade tức là giao dịch nó tương đối là dài hạn hơn chút đúng không? Thì họ có thể đặt vị thế thí thế và rõ ràng họ có một cái vị thế lợi nhuận đầu đó ở phía bên dưới này đang dương và họ hoàn toàn có thể hầu lệnh đến cái thời điểm tin của ADP Farm được công bố. Giá tốt hơn tiền đoán thì giá có thể còn chạy thêm một đoạn nữa. Đấy, chúng ta đang nói về swing trade nhá. Chứ còn cái cái kỹ thuật hoặc là cái cái mẹo những cái và là những cái kỹ thuật để mà chúng ta giao dịch scalping thì uh, một lát nữa chúng ta sẽ đề cập sau đấy cơ sở để vào lệnh đó là cái cái kỳ vọng được đặt ra bởi cái con số ADP này uh, nói nhắc lại một chút cho các bạn thì bạn gì bạn Linh và muộn chút đó là chúng ta nhìn cái con số này thực tế của ADP non farm để so với lại con số dự đoán của uh, non farm của từ bộ lao động thì người ta sẽ định hình ra cái hướng đi cho cái non farm chính và dựa trên đó thì họ có thể Uh, sẽ đưa ra cái quyết định giao lệch từ trước cái thời điểm mà vào lệnh rồi Thì đây là cái con số đầu tiên là non farm employment chain mọi người hiểu là cái gì là cái số lượng việc làm mới tạo ra trong cái lĩnh vực uh, phi nông nghiệp tức là ngoài lĩnh vực nông nghiệp và hành chính được thống kê bởi bộ lao động hoa kỳ đó là cái con số đầu tiên à, cái con số thứ hai đó chính là cái con số employment rate tức là cái tỷ lệ người thất nghiệp hay chính là cái phần trăm cái người mà có cái khả năng ở đây anh em phải lưu ý nha tức là nó thống kê thống kê đây cái tỷ lệ thất nghiệp này ấy, là nó thống kê những cái người mà có cái khả năng kiếm việc làm đấy, có việc làm kiếm việc làm và mong muốn có việc làm nhưng mà hiện tại thì lại chưa kiếm được việc đấy chứ không phải là họ thống kê toàn bộ cái dân số trong thêm những ai mà không có việc làm thì họ tính vào đâu nhá không phải dân số hoa kỳ khoảng 300 triệu thống kê được khoảng 40 người chỉ là không có việc làm là tỷ lệ thất nghiệp là 4 0,4 là 40 phần trăm đâu mà không phải như thế mà họ chỉ thống kê những cái người thường là trong cái độ tuổi lao động trong độ tuổi lao động và có cái khả năng kiếm việc làm tức là không phải những cái người gọi là uh, tàn tật hay là gì gì đó đúng không đấy, họ thống kê những cái người đó uh, tức là họ có cái mong muốn được kiếm việc làm thế nhưng họ lại không tìm được việc họ chỉ thống kê cái số đó thôi thành ra chúng ta mới nhìn thấy rằng là cái con số tỷ lệ thất nghiệp nó mới ở những cái mức rất là thấp 5,9% như kỳ trước là 6,1% kỳ này đang kỳ vọng là 5,9% đấy Uh, thì mặc dù là cái đây là một cái số liệu uh, gọi là thường xuyên được công bố xong cái chỉ số này thì nó không thật sự lại giành được nhiều cái sự quan tâm giống như là cái con số phía bên trên cái con số unemployment trên này uh, lý do là uh, cái sự gọi là nó có một cái sự chậm trễ hơn của nó có sự chậm trễ hơn nó và nó thường là sẽ 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 giảm lại sau mỗi cái chu kỳ kinh tế và ta nói thêm một chút nó là như thế này cái tỷ lệ thất nghiệp ấy trong với một nền kinh tế thì nó có một cái tỷ lệ thất nghiệp gọi là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên tân nền kinh tế nào cũng vậy nó buộc phải có một cái tỷ lệ người gọi là thay đổi công việc này tức là thay đổi công việc tạm thời ví dụ khi họ điều điều chuyển đang nghỉ đang làm được công việc của công ty này họ nghỉ việc một thời gian họ kiếm việc sang cái công ty khác có điều chuyển nó thay đổi như thế thì với một nền kinh tế thông thường nó sẽ có một cái tỷ lệ thất nghiệp gọi là tự nhiên hay là nền kinh tế ở trong cái trạng thái toàn dụng nhân công và với Mỹ thì uh, thông thường cái tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên đâu đó nó khoảng uh, đầu khoảng, khoảng, dưới 5 phần trăm là sẽ rất là tốt dưới thời của đô 500 chúng ta thấy rằng tỷ lệ thất nghiệp có những khi về hơn 3 hơn 3 hơn 4 phần trăm mà thôi đúng không Nhưng mà sau cái kỳ đại dịch thì thất nghiệp có vẻ khá là tăng Đấy. và hiện tại gần đây nó những kỳ trước nó tăng lên tận 61 phần trăm ấy nó tăng so với lại trước đó đây này mọi người có nhìn thấy không ở trước đó thì có 6% mọi người nhìn con số phía trên này nó chạy phía trên này nhá. Trước đó thì chỉ có 6% thôi. Thế nhưng mà tháng trước tháng tư thì nó lại tăng lên tận là 6,1%. Đấy, lý do là tại vì trong cái thời gian vừa qua trong cái tháng 5 và cái cái tháng 4, tháng 5 vừa rồi nó xảy ra cái hiện tượng đó là cái số lượng cái người mà nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tự nhiên nó tăng lý do là thì dân mỹ họ ở nhà họ đang nhận cái tiền trợ cấp thất nghiệp thậm chí là còn nhiều hơn là cả cái số cái, cái số tiền lương cái số tiền công mà họ làm nhận được khi mà họ làm những công việc ví dụ như trong nhà hàng như quán cà phê các thứ này nọ đấy phục vụ trong các cái quán ăn nhà hàng các thứ ấy, do là lý do là đại dịch thành ra là các cái nhà hàng đó lúc thì được mở lúc thì đóng lúc thì mở thì chỉ được một phần công suất hai nữa là cái lượng khách hàng tụ giảm thành ra là cái lương của họ ấy còn thấp hơn so với cái việc họ nhận được cái nếu như họ nộp cái đơn trợ cấp thất nghiệp này, đấy. Tại vì nếu như mà họ không nộp đơn trợ cấp thất nghiệp, họ quyết định họ đi làm á thì họ lại không được nhận cái khoản tiền này nữa. À, họ mà đi làm họ nhận lương, họ không được nhận khoản này nữa và cái khoản đó lại còn thậm chí nhỏ hơn. Lý do đó là một trong những lý do mà đẩy cho cái tỷ lệ thất nghiệp trong cái tháng vừa rồi nó bỗng dưng nó, nó tăng lên, nó tăng lên. Còn trong cái tháng tới thì à, tôi nghĩ rằng là sẽ khó, sẽ khó. Lý do là tầm đến trong khoảng tháng Uh, tháng 9 là cái tiền mà trợ cấp uh, nó sẽ hết, nó sẽ hết, nó hết nó hết hạn và sẽ chờ đợi cái động thái mới từ chính quyền xem liệu có tiếp tục gia hạn trợ cấp hay là không nữa. Và hai nữa là cũng sắp đến cái kỳ mùa đông, họ cần có một khoản tích lũy cho cái uh, cái thời kỳ mùa đông. Thì mình nghĩ rằng là họ sẽ tìm kiếm công việc trở lại dần chứ không chờ đến tận đến tháng 8 tháng 9 họ mới đi kiếm công việc được. Họ sẽ có thể sẽ quay trở lại tìm kiếm công việc làm trong ngày sang sang 6 tháng 7 rồi. Thì cái con số này có thể nó sẽ uh, tăng tốt trở lại trong những cái tháng tới thì cái sự giảm cái số lượng việc làm không như mong đợi nó sẽ gọi là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng gọi là à, chúng ta nói như thế này đi chúng ta nói là à, nếu như mà cái tỷ lệ thất nghiệp mà nó nó tăng lên quá cao á thì nó cho thấy rằng là cái à, tức là Fed khi họ nhìn cái quyết định cái chính sách tiền tệ của họ thì họ sẽ phải nhìn hai cái dữ liệu thường là hai cái dữ liệu chính một là cái dữ liệu về lạm phát hai là cái dữ liệu về việc làm thành ra khi mà họ nhìn thấy cái tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế mà cao quá, vượt trên cái mức toàn dụng nhân công của họ thì họ có cái thiên hướng họ sẽ là lấy lòng, tức là hỗ trợ cái nền kinh tế, hỗ trợ cái nền kinh tế hơn. Đấy. À, do đó khi mà chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ này mà tăng cao ấy, thì chúng ta sẽ có cái cơ sở tin rằng là Fed họ sẽ uh, tiếp tục cái chính sách uh, hỗ trợ của, gọi là cái chính sách lấy lòng tiền tệ của mình. Và cái khi mà tỷ lệ thất nghiệp thấp thì đó là cái dấu hiệu của một nền kinh tế khỏe mạnh và lợi nhuận gọi là cái lợi nhuận tiềm năng của công ty có thể sẽ cao và điều này là là tốt cho nền kinh tế và trên cái cơ sở đó thì Fed có cái động lực tin tưởng không cần phải hỗ trợ quá nhiều cho nền kinh tế và cái điều đó sẽ động, dẫn tới có thể dẫn tới cái động thái là thắt chặt cái chính sách tiền tệ của mình thì đó là về cái con số cái con số tỷ lệ thất nghiệp thì với mỗi một cái nền kinh tế ấy, không phải là cái nền kinh tế nào nó cũng có một cái tỷ lệ thất nghiệp mà nó gọi là cái tỷ lệ toàn dụng nhân công giống nhau thí dụ như ở những cái nền kinh tế mà phát triển thì đang phát triển ví dụ như Việt Nam chẳng hạn thì thông thường những cái tỷ lệ này nó nó sẽ thấp hơn nó sẽ thấp hơn còn đối với lại những cái nền kinh tế mà phát triển như ở Mỹ thì thông thường cái nó cho phép một cái tỷ lệ thất nghiệp thông thường là cao hơn một chút cao hơn một chút nha chứ không phải hoàn toàn là giống nhau đâu À, cái con số thứ ba luôn được công bố trong cái báo cáo Nanh Farm đó chính là cái con average hourly earning tức là cái mức thu nhập bình quân theo giờ thì đây là một trong những cái chỉ số quan trọng hoặc là quan trọng nhất trong cái việc mà chỉ ra rằng là lạm phát à, gọi là lạm phát nó đang tăng hay là nó đang giảm chúng ta hiểu nó như thế này à, khi mà cái người lao động khi mà cái mức thu nhập bình quân theo giờ này nó tăng như tháng trước lên tận 0,7% là một con số rất là cao à, thì có nghĩa rằng là cái người thu nhập cái người lao động ấy họ đang có cái nguồn thu tăng cao mà khi cái thu nhập của họ tăng như vậy thì họ có cái động lực sẽ tiêu dùng nhiều hơn đúng không tiêu dùng mà nhiều hơn thì cái nhu cầu hàng hóa nó sẽ tăng cao và đẩy giá cả nó sẽ lên thì đó là cái cơ sở để cho cái lạm phát nó nó bùng nổ đúng không lạm phát nó bùng nổ và hai nữa cái con số này tăng ấy, nó cũng thể hiện ở cái khía cạnh ta gọi là lạm phát tiền lương đi thí dụ như ở Việt Nam chúng ta chúng ta nhìn thấy rằng là mỗi khi mà À, chính phủ có cái quyết định mà tăng lương, tăng lương cơ bản đấy, thì khi mà lương còn chưa kịp tăng thì vật giá ngoài kia có khi nó đã tăng cao hơn lương rất là nhiều lần rồi, thành ra khi mà nhìn thấy cái con số này nó tăng lên này, cái con số uh, average hourly earning này nó tăng lên này, thì có nghĩa rằng là người ta thấy rằng là à cái tiền lương nó đang bị lạm phát, hiểu rằng là ngày xưa trả tiền lương có 100 đô thôi nhưng là ngày nay uh, doanh nghiệp đang phải trả cho cái người lao động cái tiền lương lên đến khoảng 120 đô cơ thì mới bù đắp được cái 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 cái, cái công sức vẫn như là cái công sức lúc trước thì điều đó thể hiện rằng à tiền lương cũng đang bị lạm phát và như thế thì vật giá cũng sẽ tăng theo thành ra cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng tăng lương nhiều khi thì mừng á, thế nhưng mà thật ra thì à, không có mừng đâu khi mà thấy chính phủ mà tăng lương cơ bản thì chúng ta hiểu rằng là à, có khi chúng ta nhận được một đồng nhưng mà cái vật giá mà chúng ta dùng cái tiền để mua vào á, thậm chí lại còn phải trả ra đến hai ba đồng cơ tại vì lúc đó giá cả nó đã tăng rất là nhanh rồi <laughs> thì đây là cái con số mà Fed họ sẽ theo dõi rất là sát, sát sao bên cạnh cái chỉ số gọi là cái chỉ số đo lương lạm phát thực tế là CPI đấy thì họ quan sát vào cái mức thu nhập bình quân theo giờ này của người lao động để họ tiên đoán xem là lạm phát có cái cơ sở này bùng nổ hay là không thì như tháng trước khi mà cái con số này lên đến 0.7% nó là một cái con số mà À, rồi bạn à, tại 0,7% tức là một cái con số cho thấy rằng là cái uh, tiền lương của người ta đang tăng rất là mạnh rồi tăng rất là mạnh bit gọi là beat, cái, cái cái forecast của nó thì chỉ có không phải mọi người nhìn con số bên trên cái màu cam á, thì chỉ có 0% phần trăm thôi nhưng thực tế ra đến trăm thì đây là một cái con số rất là ấn tượng và tháng này thì đang dự kiến nó siêu lại một chút các nhà kinh tế đang dự đoán Nó chỉ ở mức 0,2% thôi Và chúng ta sẽ phải chờ đợi thôi cái con số này Chúng ta không có được các cái dữ liệu trước đó Như là ADP này để mà tiên đoán được Nhưng mà, nhưng mà tuy nhiên thì uh, Với cái bối cảnh hiện tại Thì tôi nghĩ rằng là cái con số này uh, Nhiều khả năng vẫn sẽ Sẽ bằng hoặc là cao hơn Cái mức dự đoán này 0,2% này Lý do là tại vì chúng ta thấy rằng là Hiện tại thì Cái giá các cái nguyên vật liệu cơ bản Giá xăng, giá dầu, giá thực phẩm ở không chỉ riêng Mỹ mà hầu các cái quốc gia khác cũng đều đã tăng rất là mạnh rồi đó là cái lý do mà tôi nghĩ rằng là cái mức thu nhập của cái người lao động hiện tại tôi nghĩ chắc nó cũng đã điều chỉnh theo rất là nhiều rồi thì đây là ba cái con số mà luôn được công bố cùng nhau cùng thời điểm trong một cái báo cáo gọi là non farm payroll hàng tháng thứ sáu tuần đầu tiên của hàng tháng thì cái con số này đây là một trong những cái báo cáo mà gây ra những cái sự biến động mạnh nhất trong cái thị trường trong trong thị trường và do đó thì nó cũng vì là biến động mạnh thành ra nó cũng tiềm ẩn rất là nhiều các cái cơ hội giao dịch gọi là scalping ngắn hạn đúng không ạ đấy ngắn hạn thế thì cái chiến lược giao dịch đối với lại cái thằng này scalping nha tôi đang nói ở góc độ scalping chứ không phải là swing trade swing trade thì chúng ta cần phải nhìn vào những cái con số trước đó như như vừa nãy như phần đầu mình nói đấy mà nếu như scalping nhá thì chúng ta có hoàn toàn có thể cân nhắc để mà giao dịch tại cái thời điểm tin ra hoặc là trước cái thời điểm tin ra một chút thôi Hoàn toàn có thể giao dịch được, hoàn toàn có thể giao dịch được. Lý do là tại vì là thị trường nó trong ngắn hạn, nó thường bị manipulation, nó bị lắn chỉnh theo các cái tin tức, các cái tin tức và các cái gọi là big boy hay market maker họ có thể lợi dụng các cái tin tức này để họ lắn chỉnh giá đi theo cái hướng và mong muốn của họ. Đấy, Thì chúng ta sẽ, tôi sẽ nói sơ qua một chút về cái gọi là cái mẹo giao dịch kết link đối với ADP đối với lại năm farm Bero này và thông qua một số các cái thí dụ bằng cái việc là sử dụng cái kỳ năng farm của cái tháng trước tháng trước tức là cái vào cái kỳ năng farm của tháng năm đấy, tháng 5 tức là số liệu của tháng tư đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là à, hóa ra là năng farm thì nó cũng có uh, có thể, vẫn có thể gọi là tiên đoán được sớm một chút chứ không phải là hoàn toàn là cứ phải chờ cho tin tức ra rồi bắt đầu mới có thể giao dịch bu theo tin thì cái lúc đó cái hiệu quả giao dịch tôi nghĩ rằng nó sẽ khá là sấp uh, chúng ta khá là thụ động đối với lại cái việc giao dịch những cái tin tức lớn như thế này Ok thì phần này chúng ta sẽ làm việc ở trên chat trên biểu đồ ở ngày hôm nay thì thật sự là rất là tiếc là mình không có vào được cái kèo này á chứ nếu như, lý do là tại vì là <laughs> bận bế <bé> con nhỏ <laughs> cho vợ nó rửa bát thì nhà lúc đó không có ngồi được buổi chiều thì có đi lượn phố thành ra là à, về hơi muộn không có kịp canh cái tin này chứ nếu canh cái tin này được với cái nến rút chân này thì chắc là mình sẽ, mình sẽ active lệnh được ở trong cái vùng này rồi rất là tiếc nhưng mà thôi không sao mít cái kèo này thì chúng ta có thể chờ đến cái kèo năn farm của ngày mai và hoàn, ừ. hoàn toàn có thể giao dịch được à, ok thì bây giờ chúng ta sẽ à, cái quy tắc mà giao dịch cái năn farm thì nó thông thường nó là như thế này Skep nha mọi người nhớ skep link nghĩa là gì Đánh nhanh rút gọn nhanh rút gọn Trong ngày nhá Chứ không dây dưa với thị trường À, thì cái quy tắc chung nó là như thế này từ cái khoảng thời điểm tức là từ cái thời điểm phiên á mở cửa cho đến cái thời điểm mà đến cái thời điểm tin giá nếu như mà thị trường mà sideways như thế này sideways trong một cái phạm vi hẹp trong một cái biên độ nào đó trước tin nhá trước cái thời điểm tin ra nhá đấy trước cái thời điểm tin giá cho đến cái thời điểm tin ra mà giá vẫn chỉ giới hạn trong một cái biên độ gọi là sideways như thế này thì chúng ta sẽ chờ cho đến thời điểm tin ra, chờ cho đến thời điểm tin ra và nếu tin ra làm cho giá break out hoặc break down thì sẽ quan sát cái việc break đó break lên hoặc break xuống đó có cái hiện tượng nến rút chân hay là không. Tôi lấy thí dụ như này, tha dự từ suốt phiên Á cho đến thời điểm tin ra cái cặp tiền nào đó, thí dụ như là GU chẳng hạn, nó chỉ giao dịch uh, sideways như thế này thôi. Rồi bỗng dưng đến thời điểm tin ra nó vẽ ra cho tôi một cây nến như thế này. Break down lên, up lên chẳng hạn như thế này. Vẽ ra cho tôi một cái nến như thế này. Cái phần để mình Đây rồi. rồi nếu như mà đến thời điểm tin ra nhá, giá vẫn trước cái thời điểm tin ra giá vẫn cứ lên như này, và đến thời điểm tin ra bắt đầu break, break lên chẳng hạn, break lên như này, rồi ngay khi mà vừa break lên được một cái thì break down out lên này, thì bắt đầu đến cái, cái lúc mà tin công bố, thông thường đến lúc tin công bố thông thường của gì nó cũng tạo ra một cái cây nến kiểu như dạng, tức là cái độ biến động nó rất là mạnh như này, và khi sau khi nó biến động mạnh như này thì bắt đầu nó rút chân dần, rút chân dần như này thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái phần dâu nến mà nó dài hoặc là dài tầm khoảng gấp gấp đôi hoặc là chúng ta có một sự cảm nhận thôi nó dài tương đối tức là nó rút chân một cách gọi là fairly và quickly tức là ổn định và nhanh chóng nó rút một cách rất là nhanh chóng như thế này thì chúng ta sẽ vào lệnh theo cái hướng rút chân đó theo cái hướng rút chân đó tức là giả sử suốt thời điểm từ thời điểm phiên á cho đến thời điểm của của tin ra xong đến tin công bố ra một phát mình không cần biết tin tốt hay xấu nha không cần biết nhưng mà nhìn thấy cái nến break up Uh, break uh, mạnh lên như này. Cái này nó phải là màu, uh, màu xanh. Một cái cái nến xanh như này áp mạnh lên như này rồi sau đó bỗng dưng rút chân dần rút chân dần rút chân dần rút chân dần. Thì khi thấy cái hiện tượng một nến rút chân như này thì chúng ta sẽ sell xuống. Sell xuống ngay nhưng mà nhớ là có stop loss nha, stop loss phía trên đỉnh này tương khoảng 5 đến 10 pip gì đó và target đầu đó khoảng hai lần, khoảng hai lần ngược lại, nếu như cái thời điểm mà trước cái tin ra đó. À đúng rồi, bạn hỏi đúng rồi. Cái hiện tượng này chúng ta sẽ kỳ vọng nó xảy ra trên M15 phút nha. Nó M15 phút xảy ra hiện tượng này, nhưng nếu M15 phút không có thì chúng ta có thể chuyển sang các cái nến cao hơn, thí dụ như H1 và H4. Một lát nữa qua thí dụ mình sẽ minh họa cái việc này nha Tuấn Vũ nha. Một lát nữa, một lát nữa sẽ có thí dụ cụ thể. Đấy, mình đang nói cái quy tắc trước đã. Đấy, đây là cái tình huống thứ nhất. Còn cái tình huống Ừ. Đâu rồi. Tức là nếu như mà nó break up lên như thế và rút chân ra thì chúng ta sẽ theo xuống. Nhớ là có hiện tượng rút chân thì chúng ta mới sell xuống nha, còn không có hiện tượng rút chân, chúng ta sẽ không theo, sẽ không sao Giả sử nếu như nó, nó hoàn toàn một cái nến cứ up dài như thế này mà không có cái hiện tượng rút chân nào cả, chúng ta sẽ không 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 không, không có theo xuống. Mọi người nhớ chưa? Đấy. Còn nếu như mà đến thời điểm tin ra nó lại không áp lên như thế mà nó lại drop mạnh xuống theo một cái nến đỏ như thế này. Một cái cái nến rất là đỏ như thế này thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chờ đợi cái hiện tượng nến rút chân và sẽ canh tìm cái cơ hội để mà mua lên. Giả sử cái thời điểm mà cái tin nó công bố một cái giá nó drop mạnh xuống phát như thế này. Có nhìn nó drop như này nhưng mà ngay sau khi nó drop nó nó spike lên down xuống mạnh như thế này thì nó bắt nó rút chân rất là nhanh và ổn định. Lên như thế này thì ngay khi mà thấy nó rút chân nến được đến cao cao một chút rồi thì hãy active lệnh buy cho mình Active lệnh buy và stop loss phía bên dưới này chừng 5 đến 7 pip gì đó tùy cặp 5 đến 10 pip tùy cặp nha ví dụ gu thì có thể cái mức stop loss lên lưới rộng hơn một chút tại vì gu nó biến động rất là mạnh còn những cặp khác thì tầm khoảng 5 pip là được rồi thì có thể active cái lệnh mua lên như này thì đây là cái tình huống thứ nhất tức là trước cái thời điểm ăn mà nó công bố nó xa raining như thế này thì chúng ta canh tìm cái cơ hội để mà à, uh, xem nó break như nào và tìm ra một cái full break mà mua lên hoặc bán xuống tùy đấy và cái tình huống thứ hai nữa cái trường hợp thứ hai nữa của NFT Bitcoin đấy nó có thể xảy ra đó là trước cái thời điểm tin ra trước cái thời điểm tin ra thì giá có thể là tăng hoặc cũng có thể là giảm đấy chúng ta tính là tính từ cái thời điểm phiên bắt đầu bắt đầu của phiên Á mở cửa nhá bắt đầu của phiên Á mở cửa cho đến cái thời điểm tin ra nhá trước tin khoảng bao lâu ạ à? tức là đó trước tin mình nói đấy tức là từ tính từ phiên á tính từ cái phiên á mở cửa tức là khoảng 8 giờ sáng rồi Việt Nam đi đấy và đến bảy thương là khoảng 7 giờ 30 hoặc là 8 giờ tối à, tùy vào mùa đông hay mùa hè đúng không thì nó sẽ ra cái tin năn farm này đúng không thì chúng ta sẽ canh đến cái thời điểm cho đến cái thời điểm tin ra đó nếu như mà trước trước lúc mà tin ra đó mà giá đi lên như này á thì chúng ta canh một tìm một cơ hội để mà bán xuống để mà bán xuống còn nếu như mà giá trước cái thời điểm mà tin được công bố mà giá bị đánh xuống nhà chúng ta canh tìm cái cơ hội mà mua lên đấy, thế thì mua lên khi nào và bán xuống như nào bây giờ ta lấy cái trong tình huống là giá chúng ta sẽ bán xuống đi trong mua lên thì mọi người sẽ tư duy ngược lại nhá trong cái tình huống xa xử trước cái thời điểm tôi nhìn lại ví dụ bây giờ là 7 giờ 30 phút sẽ có tin thì bây giờ là 7 giờ 20 phút bắt đầu tôi tối đấy 19 giờ 20 phút bắt đầu tôi nhìn, bắt đầu tôi nhìn canh tôi nhìn ngược lại cả cái ngày hôm đó trên cái khung uh, M15 hoặc M5 đi tôi nhìn thấy rằng à giá cứ đi lên đi lên dần dần như này thế thì trong đầu của tôi sẽ định hình một cái hướng đó là tôi sẽ canh tìm cái cơ hội để mà tôi bán xuống để mà tôi bán xuống thế thì khi nào bán xuống bán xuống thì có hai cái tình huống một đó là khi tin ra khi tin ra Đấy, khi tin ra khi tin ra mà nó có một cái nến hoặc là một cái mẫu nến báo hiệu cái dấu việc cái việc giảm giá trên cái biểu đồ M15 phút thí dụ như là một cái cây pin 3 dài như thế này thì tôi sẽ bán xuống khi tin ra hoặc là nếu như mà cái thời điểm uh, từ cái thời điểm chuẩn bị tin ra ấy, mà đến trước đó ấy, nó lại không có cái hiện tượng của cái cây nến dâu dài như thế này trên M15 á, thì chúng ta buộc phải chuyển xuống cái khung uh, chuyển lên cái khung thời gian cao hơn đó là H1 hoặc là H4 để tìm xem cái phần dâu nến có được hình thành khi thời điểm tin ra hay không. Nếu như phần dâu nến được hình thành thì chúng ta sẽ giao dịch theo cái phần dâu nến đó. Ví dụ dâu nến phía bên, bên trên chúng ta canh tìm cơ hội bán xuống. Ngược lại, ví dụ dâu nến ở phía bên, bên dưới chúng ta canh tìm cơ hội mua lên. nói như thế thì anh chị em sẽ khó hình dung đúng không? Tớ sẽ thông qua cái kỳ năn farm gần nhất để minh họa cho mọi người nhá. Tức là như thế này, mọi người hình dung là như thế này. Cái first move của ngày ấy, của cái ngày năn farm á thông thường chính là cái fake move luôn tức là cái dịch chuyển đầu tiên của ngày hôm đó thì cái xu hướng đầu tiên của ngày hôm đó thông thường là cái xu hướng ảo để mà thu hút nhiều người đi vào theo cái xu hướng sai của cái ngày hôm đó và cái kỹ thuật đó là cái phần dâu nến của cái thời điểm cây nến năn hình thành nhé sẽ luôn hình thành sớm nhất sẽ luôn hình thành sớm nhất lưu ý nhé nghe kỹ này phần dâu nến của cây nến năn ấy sẽ là cái phần hình thành sớm nhất của cái cây nến đó thành ra khi cái phần khi cái tin ra mà cái phần dâu nến được hình thành ở phía bên trên á thì báo hiệu cái nến đó còn nguyên cả một quãng đường đi xuống nữa ngược lại nếu như cái thời điểm tin ra đó mà cái dâu nến ở phía bên dưới báo hiệu cái nến đó còn nguyên một phần đi lên trên cái khung lớn hơn nhá nếu như mà trên M15 chúng ta quan sát không có được cái hiện tượng đó thì nó chuyển như vậy Được tôi lấy cái thí dụ của một cái một số cặp tiền đi à, bây giờ chúng ta sẽ phải trở lại cái kỳ năn farm lúc trước xin phép bỏ hết các cái tin ấy đi để chúng ta tìm nhá. kỳ lần farm lúc trước là nó vào ngày nào? Bây giờ là tháng 6. À, năm farm của tháng trước nó xảy ra vào ngày mùng 7 tháng 5. Đúng không ạ? với một cái số non farm rất là ugly. mọi người nhìn thấy không 266 nghìn so với 990 nghìn tức là gần một triệu được làm được kỳ vọng nhưng thực tế chỉ tạo ra được khoảng gần một phần ba mà thôi đấy thì chúng ta sẽ trở về bây giờ tôi lấy cái thí dụ của cặp tiền thí dụ như là gbp usd cái mạng nó hơi chậm một chút anh chị em chờ một chút nha Rồi sẽ trở về cái khung h4 của nó để tìm lại cái ngày mùng 7 tháng 5 đó à, 11 10 ở đây rồi mùng 7 tháng 5 Bây giờ mình sẽ replay lại. Cái mạng nó chậm quá. Ở đây là một cái đồ H4 của cái ngày mùng 7 tháng 5 là của cái ngày thời điểm mà tin ra nhá. Mình sẽ show event của nó xem nào. không có hiện có vẻ có lẽ là do mạng nó, nó, chậm nó không có hiện thôi à đây rồi nó hiện ra đây rồi đây mọi người có thấy không ạ đây lại tin quý tin thời điểm tin giao của cái đến này này có năn farm này employment rate này Đấy, đúng chưa? Thì đây chính là cái cây nến H4 của Nan Farm. Đấy, cái nến H4 của Nan Farm. Thì ở đây chúng ta có nhìn thấy cái điều gì không ạ? Đấy, tôi sẽ chuyển xuống cái khung M15 phút để nhìn được rõ hơn mọi thứ xảy ra trong cái cây nến này nhé. Rồi, ok. Thì đây mình sẽ còn replay lại nữa. Cái cây nến dài ngoằng này chắc là cái cây nến tin tức rồi cái nến tin ra cho mình bỏ cái cây nến nó đi đó thì mọi người có nhìn thấy một cái hiện tượng là như thế này không ạ? đấy nha, à, trước cái thời điểm mà tin ra thì chúng ta có cái điều gì ạ? đó giá cả cái ngày phiên Á đó nó tăng nó tăng liên tục đúng không? thế nhưng mà đến thời điểm mà trước trước khi tin ra một chút thì nó có cái hiện tượng gì nhỉ? Nếu như bây giờ anh chị em hình dung đây nhá, cái cái vạch cái vạch dọc như này ấy, nó là cái bắt đầu của một cái ngày giao dịch mới. Đây là cái ngày bắt đầu ngày giao dịch mới, cũng là cái ngày kết thúc ngày giao dịch mới thì từ đây trở đi là bắt đầu ngày giao dịch mới này. Thì nguyên cả cái ngày năn farm đó chúng ta nhìn thấy cái gì ạ? Giá trước đó liên tục đi lên. Đúng không? Liên tục đi lên như vậy thì rõ ràng là những cái người mà gọi là scalping giao dịch trong ngày ấy á của nguyên cái ngày hôm đó từ đây họ bị hấp dẫn bởi một cái sóng gì nhỉ? Mình mờ mờ chút thôi. Đấy. Thì họ sẽ bị hấp dẫn bởi cái sóng là đi lên và thực tế là những người mà mua trong những cái những cái vùng màu đỏ này thì họ sẽ có cái xu hướng cuối cùng nếu như scaling thì họ đang đặt stop loss tại đâu ạ tại cái vùng phía của cái cái cây nến này đúng không của cái cây nến này đấy thế thì nan farm nó xảy ra nan farm xảy ra nếu như market maker họ thật sự họ muốn đánh lên đúng không thì họ sẽ làm gì ạ họ manipulation tức họ nắn chỉnh giá đi quá qua cái vùng mà mọi người đã đặt stop loss quá qua cái vùng mọi người đó là stop loss này để mà họ thật sự họ sẽ đánh lên, nó sẽ đánh lên. Nhưng mà tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ rất là mong muốn mua nhưng mà cái dấu hiệu thì chưa thật sự rõ ràng và thời điểm tin cũng chưa có ra. Tin cũng chưa có ra đúng không? Và chưa tin được một cái phần nến rút chân nào mà như chúng ta miêu tả vừa rồi. Thành ra cái mồi 15 phút này không cho chúng ta một cái tín hiệu giao dịch nào cả. Nếu như mà ai mà liều mình mà bài trước tin như này thì cái rủi ro nó sẽ cao hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang cái khung H4 để tìm cái phần dâu nến của H4 nó hình thành như thế nào mọi người hình, hình dung ý tưởng từ một chút nha mình sẽ nói xuyên suốt đến cuối chắc là mọi người sẽ hình dung ra thôi đây ok tớ sẽ tạm thời xóa bỏ cái phần cũ này đi đây câu hỏi đặt ra là cái phần dâu nến này hình thành cái phần dâu nến này rõ ràng là hình thành cái lúc thời điểm tin ra rồi đúng không tớ zoom to nó lên cái phần dâu nến của cái cây nến này này Đấy, thì mục tiêu của chúng ta là muốn giao dịch khi mà nó đã có cái phần dấu nến này hình thành rồi mình sẽ lock nó lại, lock nó lại. Đấy. Thế thì mình sẽ đánh dấu tiếp cái phần này sẽ là cái mức giá mở cửa của cái cây nến H4. Cái, cái cái nến cái nến cuối cùng này cái nến có tin đây này, này. Lock nó lại nha. Đấy, thì cái mức giá mở cửa của cái cây nến này là 1.3925. Đúng không? 1.2935. Và từ cái thời điểm mà uh, trước cái tin ra đó thì cái cây nến này nó drop xuống. Nó drop drop xuống trên m15 mình nhìn thấy đây này. Đúng không? Đây nó drop xuống, nó drop xuống. Drop xuống nhưng mà chúng ta hình dung nha, khi mà nó drop đến đây này thì trên H4 của chúng ta nhìn thấy cái gì nhỉ? Trên H4 cái mà chúng ta nhìn thấy tại cái thời điểm này á nó sẽ phải là một cái ngọn nến, nó phải là một cái nến như thế này này. Nó sẽ phải là một bây giờ sẽ dằm lại một chút. bỏ qua cả cái này nữa đấy thì tại cái thời điểm mà trước cái thời điểm tin ra đó cái cây nến trước khi mà có tin nó lại như thế này có đúng không mọi người đúng không khi mà nó chưa rút chân ấy, thì nó phải là một cái ngọn nến đỏ loẹt như này đỏ loẹt đỏ loẹt như này nó đi xuống mạnh như này mục tiêu là để làm gì ạ mục tiêu là để làm gì ạ một là để nó quét stop loss lại của những cái người mà đặt stop loss trên M15 vừa nãy mình nói hai nữa là thu hút thêm nhiều người mà sell xuống nhiều người sell xuống thế nhưng khi mà tin ra thì sao nhỉ nó sẽ nó sẽ rút chân nó sẽ rút chân như này đấy khi tin ra thì bắt đầu nó sẽ rút chân thò ra cái chân nến như này và chúng ta sẽ active tiếp lệnh ngay khi mà giá hồi được trở lại cái ngưỡng mở cửa này cái ngưỡng mở cửa này anh em hình dung cái cây nến h4 này chưa đấy, nó sẽ như này chậm quá mạng nhà mình chậm quá. Ở đấy ấn reply cái nó chạy luôn mất mấy ngọn tại vì mạng nó lag ấy. <laughs> <laughs> đây này khi mà trước mà cái thời điểm mà tin giá cái cái phần dầu nến nó giống như là này chúng ta chưa có cái phần trên này nhá lúc đó chúng ta chưa có cái phần giá tăng này mà chúng ta chỉ có cái phần dầu nến cái thôi chưa có cái phần mà mình khoanh tròn này nhá mà chỉ có là một cái cây nến đỏ như này thôi và khi tin ra thì bắt đầu cái cái chân nến này bắt đầu mới rút này cái cây nến đỏ này bắt đầu mới rút chân dần ờ, à, sao nữa? cái ấy này khó thấy quá đấy từ khi đến lúc mà tin ra thì cái ngọn nến này bắt đầu nó mới rút chân dần này. nó mới rút chân dần đến mà nó mới thòi ra cái cái phần đuôi đấy cái phần đuôi mình đang kéo lên đấy thì ngay khi mà nó nó kéo ra nó, nó giảm được nó nó hồi lại được đến đúng cái mức giá mở cửa này thì đó là cái lúc mà anh chị em có thể xem xét mở lệnh mở lệnh cùng cái thời điểm tin văn văn phàm hoặc có thể là đặt những cái lệnh buy stop trước đó vì trước đó mình nhìn trên mười lăm nên mình nhìn thấy một cái quá trình à, nến giảm giá đúng không một cái quá trình nến giảm giá nó giảm rất có ý đồ trước tin nha giảm rất có ý đồ trước tin như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng là trước tin nó thông thường nó có những cái động thái giá là để làm gì nhỉ cái tháng 6 này mất rồi cái nó nhảy về tận thời điểm hiện tại mất rồi Thì mình loát lại đây chúng ta đang ở cái cây nến này chúng ta đang ở cái cây nến này cái nến tin này đấy trước tin thì nó xuống như thế này và sau tin ngay khi tin ra nó bảo nó rút chân thì khi cái quá trình rút chân chúng ta quan sát được đó chúng ta sẽ vào lệnh hoặc thậm chí có thể đặt những cái lệnh buy stop trước đó và chúng ta nhìn trên M15 thì cái quá trình mà nến tạo cái phần dâu này này hoàn toàn rất có ý đồ có ý đồ rất rõ anh em nhìn thấy không ạ ở trên M15 ừ, cũng được giá. có lẽ là bạn hiệp vào hơi muộn chứ ADP mình vừa nói lúc đầu rồi nha, lúc đầu mở đầu bài học á mình có nói rồi đấy. Đấy. Em nhìn thấy chưa? Thì cái thời điểm mà cái cây nến này rút chân thì chúng ta đã đặt có thể đặt buy stop khi mà nhìn thấy rút chân. Đây là phần đầu của cái cây nến H4 khi nó giảm giá, khi nó giảm giá nhá. Ở đây chúng ta sẽ kéo về cái phần chỗ này để xem cái cây nến mở cửa vào đâu nó sẽ vào, vào lúc khoảng chín giờ, nó chính là cái vào của cái phần thân nến này này. Đây Cái mức giá mở cửa của cái nến này Cái thời điểm 9 giờ là nến bắt đầu mở cửa của H4 mà Thì nguyên toàn bộ cái vùng chỗ này này Là cái phần dâu nến H4 bắt đầu đi xuống Đấy Và nguyên cái phần khi tin ra cái nến này nó rút chân được á Tại đúng cái mức giá mở cửa này á Thì chúng ta có thể xem xét mua được Mua được và stop loss dưới cái phần này chính cũng chính là phần dầu nến của H4. Do vậy là chúng ta phải phải biết cái cách gọi là mổ xẻ cái cái cây nến cái nến cái nến ở cái khung cao hơn ra. Để xem nào nó tương ứng với cái động thái nào Thì trước tin thì rõ ràng là giá này Đi xuống để loại hết những cái người Những cái người mua trước đó Những cái người, người mua trong cái vùng này đúng không Những người mua trước đó đây Thông thường nó sẽ đặt stop loss tại đây Họ đặt stop loss tại đây Thế thì nếu như điều gì xảy ra Nếu như giá bị nắn chỉnh xuống phía bên dưới này Bị nắn chỉnh xuống đúng không Thì rõ ràng nếu như đặt stop loss Những người mà mua đấy Khi nhìn hiện tượng tăng nhanh sẽ đặt stop dưới này Và giá đi xuống đây thì sẽ loại được hết Tất cả những người mua khi một loại hết sạch bóng những cái người mua rồi thì giá sẽ đi lên và chúng ta không bao giờ mua tại đây ngay cả. Tại vì là nếu như tại, tại đây mà nó có cái hiện tượng nến rút chân rất là dài, có cái đuôi nến dài như này á, thì chúng ta hãy tiếp lệnh được. Thế nhưng mà vì nó không có, thành ra chúng ta phải quan sát cái đuôi nến trên H4. Thì cái điểm vào nó không được tốt, không được tốt bằng. Nhưng mà kép linh thì cũng từ cái vùng này 24 mà lên đến 70 thì cũng đầu đó được khoảng gần 50 pip cũng là rất là hợp lý rồi đúng không? Rất là hợp lý và giá thậm chí sau đó nó còn tăng lên nữa thì đây là một cái cái kịch bản mà chúng ta thấy rằng là giá giảm trước tin trước tin và rất có cái ý đồ với cái tình huống này thì chúng ta không thể tham minh được quá tốt còn có nhiều cái hiện tượng á và cũng không phải lúc nào giá cũng giảm được trước quét qua những cái điểm stop loss này nhá mà có những hiện tượng nó chưa thể giảm được đến cái vùng này thì nó đã stop loss rồi đấy thì đây là một cái tình huống mà giá uh, giảm trước tin thì chúng ta sẽ sẽ mua lên đấy bây giờ chúng ta lấy một cái thí dụ cho cái tình huống đó là sideways trước tin Sideway trước tin và full break xong sau đó thì giảm theo cái hướng ngược lại nhá đánh được hết bác nhá bây giờ chúng ta sẽ thử lấy cái cặp UZI mình vẫn còn nhớ USD GPN tức là cả cái ngày hôm đó nó sideway và rồi sau đó thì nó break gọi là tạo ra một cái full một một cái full break tức là break out ra. rồi chúng ta đang về với lại à, đúng rồi cái mạng cái tầm 9 đến 10 giờ của nhà mình nó rất là lát ban ngày thì nó bình thường gọi thợ đến cũng không có được à, cứ bình tĩnh nha bác nha chúng ta lấy cái thí dụ minh họa cho cái phương pháp gọi là sideways trước tin trước đã đây cái cây nến này là lúc chiều mình đã đánh dấu nó rồi chưa mình đã đánh dấu rồi, chúng ta dằm lại một chút nha Đấy. Chúng ta chuyển xuống cái m mười lăm phút. Đấy, anh em có nhìn thấy nguyên cả ngày hôm đó nó sideway không? Nó sideway, sideway. Và đến thời điểm trước tin một chút thì sao ạ? Thì giá nó break out lên. Break out lên và đây chính là một cú full để giá thật sự sẽ đánh xuống. đánh xuống cái thời điểm đàn farm. Nếu như anh chị em mà cảm thấy rằng là cái nến này trên M15 chưa đủ thuyết phục thì chúng ta chuyển xuống cái MH4 chúng ta cũng sẽ thấy cái khung H4 chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Phần dâu nến, phần dâu nến của cây nến H4 luôn là phần hình thành đầu tiên đúng chưa? Mọi người nhìn thấy không? Cái phần dâu nến này này. Như vậy tại cái mức giá 109.134 này là cái mức giá mở cửa của cái cây nến H4 này nhá. Thì tôi sẽ đánh dấu vào đây và khi giá tăng lên trên này này và sáu đột ngột giảm trở lại đến đúng cái ngưỡng này á thì tôi có thể active lệnh được có thể mở lệnh được đấy và chúng ta có nguyên một cái phần nến giảm phía này đấy Từ tại cái thời điểm mà tin của năm phao ra thì cái phần dâu nến của cái cây nến hình thành đó H4 hoặc là M15 luôn là cái phần nến hình thành đầu tiên nhất và nếu như chúng ta thấy cái dâu nến xuất hiện theo cái hướng đi xuống như thế chúng ta sẽ bán xuống còn cái dâu nến rút chân theo hướng đi lên chúng ta sẽ mua lên thì đó là đối với cái tình huống minh họa cho cái việc là giá sideways trước tin xong sau đó full break và đi theo hướng ngược lại anh em nhìn thấy chưa ạ đấy đấy là cái kỳ năn pham hôm của uh, tháng vừa rồi nha đấy thì đây là cái minh họa cho cái cái phương pháp mà đánh năn pham mình vẫn hay áp dụng gọi là link thôi đánh nhanh rút gọn trong ngày thôi thì đây là cái minh họa uh, một số bạn có hỏi về vàng ok chúng ta sẽ trở sang cái uh, vàng luôn các bác có vẻ rất là nóng vội rất là cay cú cậu vàng đúng không <laughs> chúng ta sẽ trở về với biểu đồ vàng nó cũng vẫn chung theo một cái quy tắc đó thôi nó vẫn chung theo một quy tắc đó thôi có những cái kỳ thì cái phần dầu nến nó rất rõ và phần dầu nến càng rõ thì chúng ta càng dễ đánh có phần dầu nến mà không rõ thì sẽ sẽ không có khó sẽ khó đánh hơn một chút nhưng mà quy tắc là chúng ta sẽ tập trung vào cái cặp nào mà chúng ta nhìn thấy rằng cái phần dầu đến rõ nhất Anh em hiểu ý tưởng không? Chứ không phải cặp nào chúng ta phải canh tất cả các cặp mà sẽ xem xét cái cặp nào có phần dâu nó hình thành tốt nhất cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ uh, Xem sẽ vào lệnh sau lệnh nhá cái ngày mùng uh, 7 tháng 5 chúng ta phải trở lại ngày mùng 7 tháng 5 21 12 Ở à, đây rồi Mùng 7 tháng 5 Như vậy là chúng ta phải quay trở lại Cái cây nến này Đúng rồi nhá Tất cả nó vẫn theo như vậy mà thôi chứ không có cái gì khác cả chỉ có điều là hành động giá của các cặp tiền thì đôi khi nó có thể sẽ khác biệt nhau thì đây chính là cái cây nến và cái nến năn farm cứ kiểm tra đây đúng rồi năn farm nha mọi người nhìn nhá thời điểm tin ra đây này của cây nến này cái nến năn farm thì cũng tương tự như vậy chúng ta thấy cái điều gì ạ phần dâu nến vẫn là phần hình thành đầu tiên tất nhiên là trong hiện tượng của vàng thì đã không có cái hiện tượng killer shot tức là killer, à, killer, killer long tức là những cái người mà mua thì không killer do cái phần dâu này nó không thật sự đủ dài thông thường thì nó vẫn có xảy ra như vậy nhưng mà cái mà chúng ta mong muốn ấy là cái phần dâu nến này nó phải rút xuống tận đây tại vì lý do là những cái người mà mua trước đó họ có thể sẽ đặt stop loss ở phía trên này đúng không đặt stop loss ở cái phần phần rain này này chuyển xuống m 15 chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều đó ngay đây đây chúng ta tại vì chúng ta có nguyên một cái phần rain lên như thế này training như thế này thì thông thường có thể trước tin anh em sẽ dịch chuyển cái stop loss về cái điểm đồ đó như này và vì lý do đó, đó thì chúng ta mong muốn rằng là cái phần dâu nến của cái nến H4 ấy, nó phải giảm quá được cái ngưỡng phía dưới này thế nhưng mà cái hiện tượng đó là không xảy ra không xảy ra thì rất đơn giản thôi đó là sao chúng ta có thể bỏ qua vàng tập trung vào cặp tiền chính khác tìm vào cặp tiền ví dụ như là GU chẳng hạn hay là hay là UG chẳng hạn để mà làm sao nhìn thấy rằng là cái đội ngũ mà mà mua lên á, bị giết hết rồi thì market maker thật sự mới mua lên còn cái đội ngũ nó chưa thật sự mà mà bị giết hết nó đã mua lên tất nhiên là tất cả nó đều chỉ là tương đối thôi chứ nó không có cái quy tắc cụ thể nào cả thì, thì trong một cái môi trường như thế thì chúng ta tìm một cái cặp nào mà nó thỏa mãn cái yêu cầu cái tiêu chí của chúng ta nhất Đúng không thì mới mua lên nhưng mà đây thì rõ ràng là cái phần nó vẫn thỏa mãn được là cái điều cái tiêu chí là gì ạ phần dâu nến vẫn là phần hình thành đầu tiên về trước tin ra thì sao ạ chúng ta bỏ qua cái cây nến new này nhá cái nến new nó quá mạnh nên ra nó zoom bọn kia lại thôi nhưng mà bỏ qua thời điểm trước tin đúng không thì chúng ta nhìn thấy gì ạ rõ ràng giá bị đíp xuống cái cây nến tám chín mười bốn năm không phải cái mức giá mở cửa cái nến h bốn mình đánh dấu đây này một tám hai mọi người nhìn thấy không ạ thì giá nó đíp xuống một chút nó rúi xuống một chút trước cái thời điểm tin đúng không rúi xuống một chút và cũng nếu như mà gọi là nếu như mà stop loss mà những cái người mà swing gọi là scalping rất là ngắn hạn đó, thì rất có thể nó đã đặt stop loss ở đâu đó cái vùng này đúng không đâu đó ở cái đáy này thì với cái việc mà lên như này á và cái thời điểm trước mà tin ra một chút như thế thì rất có thể spread đã bùng rất là rộng spread tức là cái dạng cái cái mức độ có dạng cái độ tranh lệch giữa giá mua và giá bán ấy nó mặc dù giá chưa quét đến cái vùng này nhá nhưng mà thông thường nếu đặt stop loss tại đây hoặc thậm chí là tại dưới này vẫn có thể bị hít lý do là spread nó bung rộng spread nó bung rộng chứ không phải là nhìn thấy như này là chỉ có giá đây là giá thấp nhất đâu nhé giá thấp nhất có thể còn tận dưới này nữa cơ tại vì spread bị bung rộng anh chị em phải quan sát rất là tinh ý chỗ đó mới thấy được thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy rằng là có thể giá đã bị nắn chỉnh xuống để, để loại hết được những cái người gọi là những cái người những cái người mua trước đó đúng không và khi đây là mức giá mà cửa của cái nến H4 nhá thì khi mà giá quay trở lại tăng trở lại vượt trên 1820 thì đó chính là cái thời điểm mà chúng ta ách tiếp lệnh mua ách tiếp lệnh mua đúng không đấy mặc dù là tại vì cái phần thân nến này nó tăng quá mạnh nó mới lấn át được cái phần dầu nến này thôi chứ thực ra nó cũng không quá nhỏ đâu trên m15 năm lăm nay chúng ta quan sát một tám hai mươi về tận một tám và giá bà giá của vàng thứ ba mươi pip cũng không phải là cũng không quá lớn đúng không thực tế thì mình mong muốn cái phần dầu này nó phải dài để xuống từ đây còn nếu như không xuống tới đây có thể kèo vàng mình sẽ bỏ qua và mình tập trung vào cái kèo khác nha thì vẫn chung một cái quy tắc tương tự như vậy thôi anh chị em ạ tức là xem xét cái quá trình trước đó của nó trước thời điểm tin đấy tức là nó raining hay là nó đi lên hay nó đi xuống raining thì chúng ta chờ thời điểm tin ra nó break hoặc thậm chí là trước tin khoảng một hai cái nến thôi nó break out lên hay break out xuống thì chúng ta đánh theo hướng ngược lại tìm cơ hội đánh theo hướng ngược lại nếu giá tăng lên tìm cơ hội bán xuống nếu giá bán xuống tìm cơ hội bán lên đó là scaling nha Và tuy nhiên thì không phải là chỉ nhìn mỗi như thế mà thật ra chúng ta còn có một cái khác để chúng ta nhìn nữa đối với các cặp tiền chính tôi lấy ví dụ như USD, USD, USD chẳng hạn euro USD này đây cứ đấy này nó zoom lại một chút chuyển xuống M15 quay trở về trước thời điểm tin ra đó đây ví dụ như là của euro thì rõ ràng là giá đã không quét qua được cái điểm stop loss mà chúng ta mong muốn đúng không không quét qua được cái điểm stop loss mà chúng ta mong muốn đúng chưa nếu như mà thông thường những người mua trước đó họ sẽ stop loss tại dưới cái đáy của cái bộ nến này này thì cái mà chúng ta mong muốn ấy là giá phải quét qua được cái này nhưng mà hiện tượng đó không xảy ra đó là lý do tức là ở đây chúng ta không nhìn được phần dâu nến thì chúng ta cần phải nhìn dâu nến của của cây cái nến h 4 tức giá mở cửa ở đây chẳng hạn thì khi nó tăng ngược trở lại phía trên này tạo thành phần dầu nến của H4 ấy, thì chúng ta mới mua ở vùng này và stop ở dưới đáy này đấy nhưng mà không phải là chúng ta chỉ nhìn vào đây để ra quyết định mua bán mà chúng ta có thể tham khảo thêm một cái thứ nữa đó chính là cái à, uh, tranh lệch lợi tức trái phiếu để mà xem như là một cái lít đi như cái tờ thì ở đây đó chính là cái tranh lệch lợi tức trái phiếu của chính phủ Đức và Mỹ ở đây mọi người có nhìn thấy không ạ trong cái bối cảnh mà cái cặp tiền nó bị dip xuống thì sao nhỉ? Cặp tiền bị dip xuống này này thì chúng ta vẫn có một cái liên tục đi lên. Đó là cái bond year spread cái đường màu vàng này này liên tục đi lên. Tại vì là cái chênh lệch bond year này á chính là một cái cái động lực để mà kéo cái cặp tiền nó chạy theo mình, chạy theo mình. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cặp tiền này bị kéo xuống như thế này thì mà trong khi bối cảnh đó cái bond year lại liên tục đi lên nhá thì chúng ta hiểu rằng à cái hướng chính mà market maker những người tạo lập thị trường có thể họ muốn đánh lên. Vậy thì với cái kịch bản trước tin như này á, cái mà tôi mong muốn nhất ấy, cái mà tôi mong muốn nhất đó là một cái cây nến. Một cái cây nến như thế này. Có một cái phần dầu nến thật dài quét qua cái mức stop loss cái gạch màu ngang, màu đỏ ngang mà tôi tôi vẽ kìa. Thì tôi rất mong cái điều đó xảy ra nhưng mà đấy, rất mong có cái điều này xảy ra. Nếu như có điều này xảy ra tôi sẽ active lệnh ngay trên cái khung M15. Nhưng nếu như mà cái điều này không xảy ra thì sao? Điều này không tức được... là hiện tại đúng là nó không xảy ra nó không quét qua được cái stop này này thì tôi chuyển lên cái khung M14 để xem cây dâu nến M14 có hình thành hay không đấy chuyển sang cái nến H4 đây thì rõ ràng rằng là cái thời điểm nến mở cửa là cái giá ngang như này đúng không thì trước tin nó đíp xuống như thế này và sau tin thì bắt đầu nó ngay khi tin công bố thì nó rút chân rất là nhanh rất là mạnh rất là ổn định nhanh chóng như thế này thì khi nó rút chân được đến cái ngưỡng giá mở cửa này cũng chính là cái lúc mà tôi có thể active được cái lệnh cái lệnh mua của mình theo cái hướng đi của gì ạ theo cái hướng đi của yes spread Chênh lệch lợi tức đi lên rất là mạnh nó lifting cặp tiền mà đúng không đấy thì đây là cái cặp tiền uh, gu hay như là với uzi chúng ta cũng sẽ thấy cái hiện tượng tương tự nhé đó là cái chênh lệch lợi tức trái phiếu nó đã xác lập nó đã gợi ý cho cái hướng đi chính của cái tin alpha rồi và chúng ta nhìn vào cái hướng đó thì chúng ta sẽ định hình được cái hướng của market maker thật sự muốn đây thời điểm tin này đúng không tớ sẽ bách lại thời điểm tin này cái này chênh lệch này là của eu nha thì chúng ta sẽ phải lấy cái chênh lệch trở về cái khung m 15 này trở về thời điểm trước tin luôn này Rồi, nếu như mà cái cái chênh lệch lợi tức trái phiếu của của Mỹ và của Nhật mà nếu như nó đi xuống á, thì nó gợi ý rằng cặp tiền sẽ đi xuống xe đúng không? Như vậy chúng ta sẽ compare hai cái thằng này vào. Đây chúng ta nhìn thấy chưa ạ? Đấy trước thời điểm tin ra mặc dù cặp tiền đi lên break right, thế nhưng tại sao ạ? Thế nhưng mà cái gì nhỉ? Cái thằng đường màu vàng cái chênh lệch lợi tức trái phiếu của Mỹ và Nhật thì nó lại đi xuống. Điều này gợi ý là cả gì Là cặp tiền cái thời điểm tin ra nó sẽ nó sẽ đánh xuống và thực tế thì hoàn toàn thỏa mãn tức là gì ạ mọi người đặt stop loss tại cái vùng này đúng không thì giá vượt qua đây tức là nó kín được hết tức là giết được hết những cái người mà sell xuống rồi khi những người mà sell xuống bị bán hết thì market maker họ mới thật sự bán đó anh em anh anh dùng ý tưởng chưa là chúng ta có thể quan sát thêm cái yếu tố về liên thị trường này để mà chúng ta xác lập cho cái hướng đi của cái thời điểm tin ra nó sẽ như thế nào anh em hiểu ý tưởng chưa nhỉ Đấy, tức là như này tổng kết lại thì năm farm đó là cái tin rất lớn và chúng ta sẽ quan sát đầu tiên ưu tiên trên cái khung M15 trước. Nếu như M15 mà chúng ta tìm được các cái tín hiệu uh, thỏa mãn để mà giao dịch rồi thì uh, chúng ta sẽ vào lệnh ngay. Còn nếu như mà cái M15 không cho ra tín hiệu thì chúng ta buộc phải vào lệnh trễ hơn trên cái khung H4 khi mà phần dâu nến đã được hình thành. Đây, phần dâu nến luôn là cái phần, không phải là luôn mà thường luôn luôn là cái phần, thường nhá, sẽ là cái phần hình thành đầu tiên của cái cây nến ăn farm Anh em có thời gian ấy, thì trách lại nhá. Thì trên đây là cái chia sẻ về cái mẹo À, gọi là cái, tạm gọi là cái mẹo đi, thật ra gọi cái mẹo thì không đúng lắm nhưng thôi ta cũng tạm dùng cái từ đó để chúng ta đánh các cái cặp tiền chính và cũng như là đánh vàng đối với cái năn pha thì đầu tiên là xem xét cái việc cái hành động giá của chính cái cặp tiền đó và sau đó thì quan sát thêm cả yếu tố về uh, liên thị trường. Uh, thì cũng áp dụng cái cách tương tự này chúng ta sẽ uh, tìm cái, uh, chúng ta sẽ tìm cái cách uh, để mà chúng ta À, cho cái kèo giao dịch của ngày mai xem nào như này thì rất nhiều cặp tiền tôi xin được dùng một cái cặp tiền chính nhất đó là Azure USD đi ngày mai chúng ta sẽ mong chờ nó sẽ có cái điều gì xảy ra bây giờ tôi sẽ xóa hết cái này đi và trở về với lại cái biểu đồ à có một hiện tượng rất hay giờ xóa cái USDJPY này đi nha rồi đầu tiên chúng ta sẽ khảo sát một chút À rồi cảm ơn bạn nha. À, chúng ta sẽ một chút nào. H4 hiện tại rõ ràng là một cái kỳ sideway. Sideway đúng không? Anh em ở đây nhìn thấy rằng là vừa rồi giá giảm là vì cái tin ADP non farm mà thôi. Mọi người nếu anh chị em vào muộn thì xem lại tại sao mà ADP vừa rồi nó lại làm cho thị trường giảm mạnh như vậy thì xem lại cái phần đầu khoảng 15 phút đầu tiên của cái cái buổi zoom ngày hôm nay nha sẽ hiểu được lý do tại sao nha. Đấy thì hiện tại nó vẫn đang cứ là um, gọi là sideways thôi, chưa có phá được cái vùng cái vùng này đúng không? Như vậy cái điều mà chúng ta kỳ vọng cho cái ADP của ngày mai nó sẽ như thế nào đây. Tôi đang nói ở góc độ swing nha. Còn scalping thì vẫn cái quy tắc rất là tương tự như vậy thôi. Đấy. Điều mà chúng ta có cho đến hiện tại đó là như thế này. Tất nhiên là đến tối mai trước thời điểm tin ra tôi sẽ phải update lại tình hình xem là nó chạy như thế nào đã nhưng mà với bối cảnh hiện tại là như thế này thì cái hướng đi của chúng ta sẽ là gì thì chúng ta sẽ nhìn dựa trên cái gợi ý của cái bondier premium này xem rất là hay đúng không? thì hiện tại chúng ta có cái điều gì nhỉ? đó là cái cái share cấp ở à, cái spread này nó nó đang đi xuống nó đang đi xuống nhưng mà cái sự đi xuống này của nó thì sao thì gần như được trả giá rồi lý do là thị trường đã đã drop xuống suốt rồi vậy thì điều mà chúng ta mong muốn cho đến từ nay cho đến trước cái thời điểm tin ra ngày mai đó là gì ạ đó là gì ạ đó là cái cái tranh lệch này tiếp tục sẽ đi xuống như thế này sẽ tiếp tục đi xuống tôi mong muốn cái đường chia cớp sẽ tiếp tục đi xuống như thế này đây là điều mà tôi mong muốn cái đánh dấu màu vàng nha Đây là điều mà mình rất là mong muốn Cái đường Gia Cớp nó sẽ phải có cái màu vàng như thế Đấy Đi xuống như này Và trong bối cảnh Gia Cớp tiếp tục đi xuống như này Thì tớ lại mong muốn nhìn thấy một cái điều trái ngược Đó là EUR đi lên Để tạo ra gì ạ? Thân kỳ Đúng không? để tạo phân kỳ đi lên và tất cả những cái quan sát này mình sẽ chuyển xuống khung M15 phút khung M15 phút ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là rõ ràng EU đang giảm đến một vùng hỗ trợ là phần biên bên dưới đúng không đấy thế thì cái điều mà tớ mong muốn đó là cái mạng mẹo mà chán thiệt có khi phải đổi mạng thật đấy gọi nó sửa mấy lần nhưng không đâu vào đâu hết đó thì cái điều mà tớ mong muốn ấy là cái thằng này này cái chênh lệch này vẫn tiếp tục đi xuống nha nhưng trong bối cảnh cái thằng chênh lệch tiếp tục đi xuống ấy thì cái ngày mai tức là từ cái phiên á cho đến trước thời điểm tin ra của ngày mai á tớ mong muốn nhìn thấy cái điều kiện cái điều này của eu tức là eu hiện tại thì đang chạm vào cái vùng hỗ trợ tại tại một chấm hai một ba mươi đúng không thì tớ rất mong muốn ngày mai nó sẽ đi lên, đi lên đi lên đi lên đi lên như này trước thời điểm tin ra và rất mong muốn là trên cái khung mơ 15 phút này nó hình thành một cây nến dạng này có cái phần dầu nến dài ra như này tức là cái thời điểm tin ra này trước thời điểm tin ra giá cứ đi lên như này nhá và thời điểm tin ra nó bắt dạo ra một cái cây nến áp như này màu xanh nhá xin lỗi nó phải là màu xanh nó mới à, đúng bản chất được một cái nến áp xanh như này và sau đó thì sau đó một vài phút thì bắt đầu cái nến này rút 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 rút, rút, bằng bán xem anh em hiểu ý tưởng chưa với điều kiện là cái gì này nhá vẫn phải tiếp tục đi xuống nha chứ nếu như mà nó lại đảo hướng nó đi lên mất ấy cái đường màu vàng này này cái hiệu số này này nó phải vẫn tiếp tục đi xuống trong bối cảnh cái thằng này đi lên nhá chứ còn nếu như nó cũng đi xuống theo á thì chúng ta phải update lại tình hình đây là một kịch bản hoặc cái kịch bản nữa mà mình cũng mong chờ nó có thể xảy ra được đó là gì ạ đó là raining như thế này ngày mai một nát nữa thì sẽ vào New York Reversal rồi thành ra là khả năng cao á, thì nó sẽ hồi lại như thế này nó sẽ hồi lại một phần đầu đó vùng chỗ này và ngày mai từ phiên Á cho đến trước điểm tin ra mình mong muốn giá nó sẽ raining trong một cái phạm vi hẹp ở chỗ này raining trong một cái phạm vi hẹp trong cái biên độ này đấy nếu như nó raining trong phạm vi hẹp như này thì chúng ta sẽ quan sát cái đường chênh lệch này này nếu nó đi lên thì chúng ta kỳ vọng một cú bia chép đi xuống để bay lên. Còn nếu cái đường này nó đi xuống thì chúng ta mong chờ một cú bull trap ở phía này để xeo xuống. Anh em hiểu ý tưởng chưa? Thì đó là cái chiến lược mà chúng ta có thể giao dịch cho cái cặp tiền uh, EU ngày mai. Thì thật ra là trading thì nó rất là gọi là flexible đúng không? Rất là có giãn, rất là với mỗi tình huống nó đều có thể phải phải thay đổi điều chỉnh khác nhau cho phù hợp. Nhưng mà trên đây thì nó là những cái những cái kịch bản mà mình thấy nó hay xảy ra nhất và mình mong chờ nó sẽ xảy ra nhất để mà chúng ta giao dịch. Còn nếu như cái dự cái kịch bản, những cái kế hoạch của chúng ta dự dự kiến mà nó không xảy ra tương ứng thì rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ có thể là bỏ qua cái kèo giao dịch đấy. Đúng không? Không thể bắt được mọi con sóng được mà chúng ta chỉ có thể bắt được cái con mồi cái con sóng đúng theo cái kế hoạch mà chúng ta đã dự liệu. Một con thú nó săn một bầy, một con hổ, một con sư tử nó săn một bầy hươu, một người ngựa đúng không? nó không bao giờ nó rượt hết con này xong nó lại chuyển sang nó rượt con khác mà nó sẽ nhằm một cái con thú gọi là con thú yếu nhất để mà nó rượt tới cùng thông thường là như thế thì chúng ta giao dịch cũng thế chúng ta sẽ không giao dịch tất cả các cặp mà chúng ta tìm cái cặp nào nó thỏa mãn các cái tiêu chí của chúng ta nhất thì chúng ta tập trung vào nó anh em hiểu ý tưởng như thế này không còn nếu như không tìm được thấy con thú nào cũng khỏe quá Khôi không buổi nữa bỏ nó đơn giản như vậy thôi thì đấy là cái kế hoạch cho cái việc giao dịch ngày mai thì trên đấy là cái buổi chia sẻ của mình về cái việc mà giao dịch ADP Nand Farm thì cũng thêm một chút nữa đó là về cái thị trường cổ phiếu hiện tại thì tôi đang tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay mình định nói về cái thị trường cổ phiếu thế nhưng mà do cái tính update đó là cái tin Năn Farm ngày mai thì ra là chúng ta mới chuyển sang về cái thị trường chúng ta nói về tin Năn Farm còn thực ra thì Thị trường cổ phiếu hiện tại đang có cái cơ hội đầu tư trên cái thị trường trên cái nhóm ngành đó là cái nhóm ngành về cái bất động sản về cái nhóm ngành bất động sản Mọi người có thể nhìn thấy ở đây đó là cái các cái nhóm ngành hiện tại thì có thằng bất động sản thì lên khá là ấn tượng Ở đây có cổ phiếu XLE cũng đã lấy lại cái đà tăng XLF cổ phiếu tài chính cũng lấy lại cái đà tăng Thế nhưng mà có một cái thằng đó là cái thằng cổ phiếu bất động sản thì cái xu hướng đi lên của nó xác lập đi lên khá là rõ. Cổ phiếu tiêu dùng hàng Asasa si phẩm thì rất yếu. Thế nhưng mà XLRE đây, tức là cổ phiếu về bất động sản thì mọi người thấy sao? Rất ấn tượng đúng không? Thằng rất đẹp. tăng rất đẹp. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó tăng lên rất là mạnh. Và nhất là trong cái bối cảnh hiện tại. Đúng không? Bối cảnh hiện tại. Thì trong một cái buổi chia sẻ sẽ một cái buổi bản tin cập nhật thị trường vào buổi sáng mình có nói về cái hiện tượng đó là uh, cái giá nhà đất đang tăng rất là mạnh ở bên Hoa Kỳ đặc biệt là các cái nhóm bất động sản cho thuê bất động sản cho thuê tại vì lý do là các cái công ty hoạt động trong cái lĩnh vực nhà cho thuê họ tận dụng cái thời kỳ lãi suất rất thấp như này họ vay tiền và họ dùng tiền vay đó và trả lãi rất là thấp để họ mua nhà họ mua nhà thì họ uh, lại đem đi cho thuê và họ được hưởng cái lãi suất cái tiền gọi là cái tiền cho người ta thuê nhà ấy, rất là cao họ trừ cái tranh lệch đi họ được hưởng lợi rất nhiều họ vừa sở hữu được căn nhà họ lại vừa được hưởng cái tiền cho thuê đấy lý do là trong cái thời kỳ đại dịch này thì cái người ta cái xu hướng làm việc online tại nhà rất là cao thành ra cái nhu cầu bất động sản cho thuê rất là mạnh và một trong những cái cổ phiếu mà khuyến nghị đó chính là cái Amico tức là IV cái mã IV này, này thì rất là tốt mình nghĩ rằng là với mức giá rất hấp dẫn 7 17 hiện tại cũng vẫn có thể xem xét mua vào được. Thật ra thì đây là một cái thương vụ mà bên mình đã uh, chia sẻ từ rất là lâu, từ cái lúc mà nó giá ở vùng 6 đô cơ. Đấy, nhưng mà hiện tại thì 7 đô rồi và 7 đô thì với mình vẫn chưa dừng lại. Nhiều khả năng nó sẽ chinh phục những cái ngưỡng cao nữa. Nếu như anh chị em quan tâm đến trường cổ phiếu thì có thể uh, tham khảo về cái mã này. Tất nhiên đây không phải là uh, mình lưu ý nha, tất cả những cái chia sẻ. Đấy, cũng như các cái bản tin cập nhật nó không phải là một cái lời khuyên đầu tư mà mục đích lớn nhất của mình ấy, đó là mục đích thông tin thông tin cho mọi người và mọi người phải tự đưa ra cái quyết định của riêng mình chứ không phải là dựa trực tiếp mình nha tại vì là cái cá nhân mình cá cái phong cách chơi của mình và cái mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người là rất là khác biệt nhau chúng ta không nên làm gọi là ý án công thức của người này áp cho người lọ, cái điều đó là mình không nghĩ nha mọi người nên tham khảo tất cả những cái buổi zoom của mình cũng như các các bản tin update giống như là một cái à, gì đó gọi là mục đích thông tin nhiều hơn là cái lời khuyên đầu tư nha. Rồi, hay về còn giữ thì ok quá rồi. À, thì trên đây là cái bản tin Mà à, cái buổi zoom, cái nội dung buổi zoom của cái ngày hôm nay thì cũng à, đầu đó khoảng hơn một tiếng, nó là cái thời lượng mà mình nghĩ rằng là khá ổn cho một buổi zoom để cho tất cả mọi người có thể à, xem lại về sau nữa. Thì à, Chúng ta sẽ có một uh, ít phút để có thể thảo luận nếu như anh chị em mà còn cái thắc mắc nào thì chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nha. Mọi người um, uh, chat đi. Thầy mình uh, chat hoặc uh, không đeo tai full. Ờ. Bạn quan sát nha. Nó ký hiệu này, D E. Bạn muốn uh, ví dụ về xóa đi nhá. Euro USD đúng không? Bạn click vào compare này. Gõ cái mã là DE 10 y dài ấn cái dấu trừ US 10 ấn cái y dài sau khi gõ xong như này á thì không trỏ con chuột vào vào cái chỗ dưới này đâu mà gõ xong hết như này thì ấn enter một cái có hiểu ý tưởng chưa ạ enter một cái chưa nó lát đinh nó hiện ra đây này do cái mạng như mình nó chậm nó lát chậm nó thằng trading view nó rất là nhanh nha Đấy, thì nó ra được một cái đường cho bác, chính là cái đường trên lệch này. Và sau khi ra cái đường này rồi, bác phải click, click vào nó, click chuột uh, phải, chọn pin to scale và ấn no scale thì nó sẽ ra được cái đường mà chúng ta mong muốn nhìn thấy. Bạn nhá Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Ngành dịch vụ là những ngành nào thế? ngành dịch vụ ví dụ như là tổng quát massage là dịch vụ karaoke okay cũng là dịch vụ bạn <laughs> chỉêu với thôi nhưng mà những ngành dịch vụ thì rộng lắm bạn ơi ví dụ như là giáo dục ví dụ chăm sóc sức khỏe y tế và vân 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 nhiều chứ nếu mà kể ra thì kể thế làm được bạn nó rất là nhiều tuấn có phải tham khảo thêm nha còn chi tiết mình khi mình cũng không hiểu được hết mình cũng không trả lời được hết đâu chẳng biết đâu là dịch vụ đâu nhưng mà những cái ngành nó phi vật chất thì ta gọi là dịch vụ rồi cảm ơn Tuấn Nguyễn nha Anh em khác còn cái câu hỏi nào Mọi người có nhìn thấy EU nó đang phản ứng lại Cái vùng hỗ trợ của nó không ạ Và cái điều Điều mà chúng ta Thấy hiện tại nó là giá đang Phản ứng trở lại từ cái vùng hỗ trợ Phía bên dưới này Mọi người nhìn thấy không và cái điều nữa đó là rất đáng chú ý đó là cái gì ạ the, the shape of the bondia cái này tự dừng lại supply up lên rất mạnh trong cái đó thì thằng này phản ứng lên theo điều này có thể sẽ mang theo cặp tiền eu này đi lên cái ngưỡng trở lại và tạo thành cái hiện tượng gọi là new york reversal tức là đảo chiều phiên mỹ đừng hy vọng nó lên quá cao nha đâu đó trên đây thôi và rất có thể phục hồi lực lên đấy thì sẽ hình thành ra những cái kịch bản cho farm tối mai nhé. Có thể sẽ break ở vùng này hoặc tiếp tục đi lên vùng trên này và drop tiếp. Tại vì sao? Ạ? Tại vì trong các các bản tin cập nhật gần đây nhất của mình thì một cái hướng duy nhất cho chỉ số đấy, đi, chỉ số đo lường sức mạnh đồng đô đồ đó là một cái hướng duy nhất của mình cập nhật đó là gì ạ? Đi lên, liên tục đi lên. Mình kỳ vọng liên tục đi lên và ngày mai cũng thế. À, có thể cái tin farm này sẽ tiếp tục làm cho cái đồng tiền À, cái 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 đồng cái chỉ số DE này tiếp tục đi lên nha, tiếp tục đi lên. Đó là cái mà mình mong muốn và đó là lý do mà mình đang canh vẽ ra hai cái kịch bản, chúng ta sẽ có thể bán xuống EU. Ừ. Động cơ rồi, từ từ ngủ. Ngủ ngủ đi là nhiều chuyện. Tôi xin phép tắt cái mic của ai đó. Đồng quá rồi. Rồi chúng ta có khá nhiều câu hỏi hỏi cảm ơn Tuấn Nguyễn Market Market scan sử dụng như nào bác Nó là market scan bác nha Market scan Thì đây là cái công cụ mà mình được dùng Để update cái, cái tình hình Dòng tiền luân chuyển vào các cái nhóm ngành nào Trên thị trường cổ phiếu và cũng để lựa chọn ra cái thương vụ đầu tư tức là cái cổ phiếu nào đáng giá để đầu tư cổ phiếu nào đang dẫn dắt mạnh nhất trên thị trường để đầu tư và cái thương vụ mỗi khi có thì bên mình sẽ update gửi cho khách hàng và nếu như khách hàng đang nắm giữ cổ phiếu thì cũng có thể hỏi ngược lại là cái cổ phiếu mình đang nắm giữ đó hiện trạng nó như thế nào nhé thì đây là cái dịch vụ dành riêng cho khách hàng bên BT bên Group mua lại EU ngay được chưa ạ thì được skip, skip link ấy. đánh thật nhanh rồi tại vì như mình vừa nói nó sẽ có cái hiện tượng thông thường nó sẽ có cái hiện tượng là reversal New York reversal tức là đảo chiều phía Mỹ bác ăn chừng khoảng 10 15 pip thì có khả năng được nhé còn hy vọng nó lên cao sẽ rất khó tại vì đấy hiện tại nó sẽ đáp được cái hướng đi lên rất mạnh rồi có lẽ là bác Jimmy trả lời cho câu hỏi của bạn 14274 đúng không Cảm ơn bạn bác Jimmy nha em đang dính bài 40 lot. 1.24 có nên cắt ngay không? 40 lot EU hiện tại 1.24 1.24 Ôi trời Bạn này vẫn gồng, gồng thủ 1.24 sao, sao mà có giá 1.24 được nhỉ? EU hiện tại chưa hề có giá 1.24 bạn nhé có thể là cặp tiền khác cặp nào bạn nói rõ rồi nha chứ EU chúng ta không có cái giá 1.24 trên biểu đồ thời gian qua đâu công thức tính đế thì Google bác nha có hai cách tính đế đi một là chỉ dựa trên cái nhóm G7 hai là dựa trên khoảng 50 đồng tiền khác nhau á. Google cái ra ngay bác nha mình không thuộc công thức này đâu thành ra là mỗi khi mà muốn nhìn đấy như thế nào thì mình cũng chỉ có gõ Google thôi Cảm ơn Tuấn Nguyễn. Ờ, câu hỏi hay ạ. với vàng hiện tại thì mình nghĩ sập là, là do yếu tố tin do yếu tố tin thôi còn cái hướng chính của vàng á nó vẫn sẽ tiếp tục đi lên nó vẫn sẽ tiếp tục đi lên và rất có thể cái cơ hội của cái việc giá vàng drop mạnh ngày hôm nay á chính là một cái cơ hội để cho bác mua vào nhá có thể có thể thôi nhá mình sẽ quan sát thêm tất nhiên mình sẽ chưa mua tại vì rằng là nó vừa mới lại cái Dow trend line có vẻ như là bị bẻ gãy đúng không thì mình sẽ chưa mua ngay nhưng mình sẽ quan sát rất có thể nó sẽ lại bot từ mình ở cái vùng đâu đó phía dưới này và sẽ tìm cơ hội mua lên nhá cái vàng thì có thể sẽ sang ngày mai sau cái tin ADP à, sau, sau cái tin năm chúng ta sẽ update tiếp còn với vàng hiện tại thì vì trước đó thì mình cập nhật rằng vàng hướng dài hạn nó vẫn sẽ tục đi lên thôi lý do là tại vì là cái vai trò chuẩn lạm phát của vàng đã được kích hoạt thành ra một cái cú drop sâu như thế này rất có thể sẽ là tiềm ẩn một cái cơ hội mua vào nhưng mà tuy nhiên mua vào lưng chừng như này thì cũng rất ngại mà nếu như có thể có thể được mà vàng rớt được về cái vùng hỗ trợ phía bên dưới này thì tốt quá tức là 1850 còn khoảng 20 giá nữa 20 giá nữa là điều hoàn toàn có thể có thể nha bạn nha thì bạn sẽ cần tìm cái cơ hội mà mua vào vàng trong cái vùng này thì mình kiếp kỳ vọng đâu đó cái vùng này là vùng mà mình sẽ xem xét có thể xuống tiền bạn nhá kỳ vọng cái vùng chỗ này nhá còn cái hiện tượng vàng giảm hiện tại từ quan điểm cá nhân của mình mình nghĩ rằng là à, do cái yếu tố tin thôi mặc một 14247 một, bốn, bốn, đánh lớn quá. 1224 1225 hai, hai, EU. Mất mua đúng và chiến đỉnh nhỉ. Yeah mua trên này thì đã là sai rồi tại vì sao trong cái thời kỳ mà sideways này chúng ta mua đúng ở cái biên trên của việc sideways và lại mua tại đúng vùng là kháng cự chúng ta chỉ bán tại kháng cự chứ không mua ở kháng cự còn với cái cái vị thế của bạn thì có thể bạn sẽ cover mức một chút còn có thể lên đến vùng cũ cái thời điểm bạn mua hay không thì mình nghĩ sẽ là rất là khó nhưng mà mình tin là nó sẽ có cái sự điều chỉnh trở lại một chút ít nhất là lưu York level show tức là đảo chiều phiên Mỹ của cái ngày hôm nay á nó có thể sẽ phục hồi lại trong khoảng 15 thậm chí đến 20 pip nhưng mà nó sẽ không nhiều đâu với mình thì sẽ chưa clo ngay bây giờ mà sẽ giữ lệnh sang đến thả sáng mai rồi sẽ có thể tính tiếp nha với EU này bạn nhé nếu như cắt bây giờ thì cũng cũng không phải là tối ưu vì giá đang tiêm cận hỗ trợ ở à, tranh lệch của bọn thì cũng đang gợi ý EU sẽ phục hồi Uh, giá cũng đang tiệm cận hỗ trợ hai nữa hiện tượng bán tháo cả ngày nguyên ngày hôm nay rồi thì sẽ có thông thường sẽ có cú rebound của phía mỹ thành ra nếu như thoát tại thời điểm bây giờ là do bạn sợ quá bạn thoát bạn không không vội mà chúng ta nên giữ sang đến ngày mai nhá quan điểm cá nhân các bạn nhá mã dầu mình cũng vẫn sẽ hướng cái hướng là sẽ đi tiếp tục đi lên thôi cái dầu thì trong cái những cái bản cập nhật gần đây của mình nhá. Ở đây là US Tech cổ phiếu Mỹ là dầu đây. Thì luôn là cái hướng đi lên. Lý do là nếu như mà nhìn vào cái tình hình kinh tế toàn cầu hiện tại. Rồi COVID hiện tại thì tất cả nó đều ủng hộ cho cái hướng dầu tăng và hai nó nhìn vào cái cuộc họp của OPEC gần nhất thì về cái việc quyết định giữ nguyên cái sản lượng của họ, thì tất cả các yếu tố hay là lạm phát, thời gian tới nó tăng thì nó đều hỗ trợ cho cái việc giá dầu sẽ đi lên nha. Và cái mục tiêu của giá dầu nó có thể sẽ là về cái vùng cũ khung 74 75, 15 15 nhé Rồi cảm ơn bạn 1247 Ok nhỉ nếu như mà mình nghĩ chờ thì sẽ còn nhiều thêm nhiều các câu hỏi của các bạn nữa nhưng mà tuy nhiên trong phạm vi một buổi zoom thì mình xin phép sẽ kết thúc cái buổi zoom ngày hôm nay tại đây và nếu như anh chị em còn những cái thắc mắc nào nữa thì có thể gửi câu hỏi qua các bạn hỗ trợ các bạn xíu hỗ trợ của họ, chính mọi người nha mình sẽ nếu như có có thể trả trả lời hỗ trợ thì mình sẽ trực tiếp hỗ trợ à, xin cảm ơn các bạn dành thời gian à, để tham gia buổi zoom ngày hôm nay nha xin cảm ơn mọi người nha chúc mọi người à, ngày mai giao dịch tin nft farm thắng lợi nha rồi xin chào các anh chị em nha